Ok, hay chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình là Giang Ú đây và đây là video cùng chơi game Pokemon Sun. Ở video trước thì mình đã đến được hòn đảo mới và có thể là ở hòn đảo này chỉ còn hai cái thử thách nữa thôi là mình đã đủ 8 cái Z-Crystal rồi. À, vì hiện tại mình đang có 6 cái thì nếu như ở hòn đảo này có hai cái nữa thì đủ 8 cái. Ok, đây là Mali Garden. Gặp ông Hậu trong này. What the hell, cái ông này không đi thì tránh ra một bên. Oh my god. Ok, không sao, mình đi đường khác. Ui trời. Đứng núp lùm hả cha nội. À, vì con Rioni lên level 34 nó sẽ tiến hóa cấp cuối cho nên là mình cho nó lên trước. Cày cho nó tiến hóa luôn, sau đó mình sẽ tập trung cho những con còn lại. Thì con Rioni này thì nói chung là mình có một điểm không thích đó là tốc độ nó quá chậm. Hầu như là mình toàn đi sau thôi cho dù level mình có cao hơn đi nữa. À, giảm tốc độ nó xuống nhưng mà mình vẫn đi sau nè. Ô, đi trước à, hay lắm. Là được. Ba mươi mốt Marowak. Marowak của Alola đúng không? Ủa, what the hell, ông này ông ở Alola nhưng mà ông lại dùng Marowak của Kanto. Cũng chết thôi em. Ba mươi mốt Lycanroc. Yes. À, có một cái item trong này. Một cái Rasisit. À, để xem thử nó là cái gì nhá. Cái này có thể làm tăng cái phòng thủ và chỉ sử dụng được một lần. Cái này mình cho Pokemon mình đeo thì sẽ tăng phòng thủ lên. Oh man. What? Psyduck. Oh, bản này có thể bắt được Psyduck đấy anh em ạ. Nhưng mà mình đã dùng nó rồi cho nên là mình đã dùng rồi và lại mình đã có Pokemon nước rồi cho nên là con này thì chắc chắn mình sẽ không bắt. Ok. Vịt đù. Spark. Nhiều bạn nói rằng mình cho Pikachu tiến hóa thành Raichu quá sớm cho nên sẽ không học được những cái chiêu thức mà nó hữu dụng như là Thunderbolt đúng không? Discharge thì không sao, những cái đó thì Thunderbolt thì mình có thể học bằng TM được. Thunder cũng học bằng TM được mà cho nên là mình sẽ tìm kiếm TM mình cho nó học sau, không vấn đề gì cả. Chỉ có điều một điều đáng tiếc là mình không được nhìn thấy cái kỹ năng Z của Pikachu thôi, đó là điều đáng tiếc vì mình vừa mới cho nó tiến hóa xong thì mình lại nhận được cái Z-Crystal của Pikachu. What the hell, xui vãi nồi. Leffa. Ok, hệ tiên hả? Thường và tiên. Sắp tiến hóa rồi, cho tiến hóa luôn đi. Squid Kid. Oh man. Bắn nó. Oh no 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 no. Phải xử lý nó nhanh thôi, nó sinh á. Nó dùng sinh. Yes. Này thì sinh. Quá ít điểm. Ok, ai tầm một cái Lucario. What the hell, đường này là không qua được à. Oh man, chặn rồi, không phải chặn mà như là nó bị ngập nước rồi.
Ok. Ông hậu này ông chặn được là mình phải đi đường vòng. Đây. Đấy, chỗ ông hậu này ông chặn. Còn ai tầm gì không nhỉ? Ô, ông giáo sư này. Giáo sư Kukui. À, do ai shining extra rise today. Ông nói là mắt mình có vẻ sáng hơn bình thường. À, có gì xảy ra, có cái gì đó to lớn xảy ra hay không? À, ok. Ultra wormhole. Ok, ông nói là ông sẽ chờ mình ở cái trạm xe buýt. Rồi. Ở đây hình như là quán kem. Một cái rare candy bar. What the hell rare candy bar? Là cái gì nhỉ? À, cái này là một thanh. Không phải rare candy mà là ray candy. What the hell, đọc nhầm. Ray candy bar là một thanh ray candy. Có thể dùng một lần mà chữa hết tất cả các trạng thái bất lợi của Pokemon. Giống full heal hả? What the hell. Ai tầm. Một cái Beach Mushroom. Ok, mình sẽ đi hết những phần còn lại rồi mình sẽ ra mình tìm cái bến xe buýt sau. Raticate của Kanto. Oh man, mấy người này sao ở đây dùng toàn là dạng Kanto thế nhỉ? Lại đi sâu. Oh man. À, giảm tốc nó xuống, mình sẽ đi trước. Yes. Lên đường. 34. Ba mươi một. Raichu. Tiếp theo Raichu hả? Raichu. Ok, Lycanroc. Ủa, Lycanroc có chiêu hệ đất không nhỉ? Raichu của Kanto. À, có hệ đất đây nhưng mà nó không gây sát thương. What the hell? Thôi kệ đi, chơi Rock Storm cũng được. Thunderbolt. Oh man. Oh. Lên đường. What the hell, thua còn cầm điện thoại selfie. Oh yes, Rihanna tiến hóa. Tiến hóa thành Rimarina đúng không ta? Quên mất cái tên này. Hình như là Rimarina thì phải. Đúng rồi, Rimarina. Nhìn y như nàng tiên cá. Chiêu gì không nhỉ? Ok, có chiêu mới. Spoken Area. Cái này là chiêu, hình như là một chiêu nước. Khá là mạnh. À, Bubble Beam, Sing, Disarming Void. À, mình bỏ Aqua Jet đi. Aqua Jet thì nó tính theo sát thương phép. À quên, sát thương vật lý. Mà con này thì mạnh về sát thương phép cho nên là mình bỏ Aqua Jet đi. Và lại cái Aqua Jet này nó cũng chỉ có
40 sát thương thôi mà còn là vật lý nữa, không phù hợp lắm, cho nên là bỏ. À, rồi tiến hóa rồi thì mình sẽ cho con khác lên, Sa Lan Đích lên. À, Paralyze Heal. Yes. Ai tạm đâu? À, con này chắc là hệ cỏ. Khà lửa một phát là lên đường ngay. Flame Burn. Item. Đấy, yes. Ok. Rồi, ra ngoài luôn anh em ơi. Hết cái gì để làm ở đây rồi. À, ông hậu ông đã đi rồi thì mình sẽ dùng cái cầu này cho nó nhanh. Ok. Ở đây thì có cái hình con bò bị đánh dấu ít đó, có lẽ là không thể dùng thú cưỡi được. Hồi máu cái. À, Lily nói là muốn hỏi mình một vài điều. À, có hai tùy chọn là cô muốn đến cái rune hình như là cái gọi là cái gì ta? Hoặc là ở dưới là có phải là về Neppy hay không? Mình sẽ hỏi về Neppy. Đấy, chính xác. Còn cái rune thì hình như giống như là cái đền ấy. Hay sao ấy, mình quên cái nghĩa của cái chữ đó mất tiêu rồi. Á, à, quên văn vãi nồi. Gì đây? Professor. What? Chào Rotom. Tiếng si oát, what the hell, làn da đám nắng này ở đâu ra vậy? Ok, ban đầu mình nhìn cái làn da thì mình không biết cha Mỹ đen nào đây, ai ngờ quay cái mặt thì biết là tiếng sĩ Orc. Really nigga. À này, như là đút mặt vô chụp hình này. Đấy. Ok. À, có lẽ là mình nên mua quần áo đi, đổi áo đi, vì quần áo này thì sử dụng cũng đã lâu rồi. Mà có điều là mua quần áo thì nó mắc quá. Ở đây chỉ có hai bộ thôi, ok. Chỉ có hai cái áo thôi. 15.000, trời ơi, quần kìa. Quần mà nó mắc vãi nồi luôn. À, ok, nicker, mình rất là thích nicker. Chắc là mua một đôi nicker đi. Sporty Knicker Red. Ok. Mua đôi này. Đó, mua một đôi Knicker mang vô. Change Slow. Ok. Ủa, đấy, có vậy ngon ngay. Có giày chạy sướng vãi nồi anh em ạ. À.
Ok, thư viện nè. What the hell? Không, con ngựa này nhìn ngầu thật. Tuy là nếu mà sử dụng nó thì tốc độ nó hơi chậm, nhưng mà nhìn nó ngầu thật, giống như là thổ dân ấy, lấy ý tưởng từ thổ dân ấy. Ok. Cái cuốn sách mà Lily đang muốn tìm á, thì rất là cũ. Cuốn sách đó thì chứa những cái ký tự cổ. Ok. Đi tìm sách hả? Ê, ông giáo sư này. Ok. Con đầu bé ở đây. Ok, nhìn cái cô bé này chắc là captain rồi, đúng không nhỉ? Nếu mình đoán không lầm, là một trong những captain ở đảo này. Cô đang tìm gì vậy hả công chúa? Đọc thử cái này đi. Ok. Cái tựa đề là Ánh sáng của Alola. Chả thấy cái mẹ gì. À đây 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 có chữ đây. Nhưng mà thôi qua đi, mình lười đọc lắm. À, cuốn sách này được viết bởi bố của cô bé Acirola này. Rồi, có lẽ là bây giờ mình sẽ phải đi đến đường số 10. Đường số 10 đi đường nào nhỉ? Ok. Đấu luôn. Con này hệ độc. Ok, mình chưa có hệ đất. Nhưng mà mình có tâm linh. Ok. Mình quên mất là mình có tâm linh. Stack down. Con này là lấy ý tưởng từ cái túi rác á. Sai kì. Lên đường. Lại là nó. Ông mày chắc là người dọn rác nha. Sử dụng hai con Pokemon là hai cái túi rác. Lên đường. Ok. Ai tầm. Một cái antidote. Ok.
Rồi, ok, đấu với ổng à. Ông này chắc sử dụng Rhymer nhỉ. Rhymer. Ô mất. Ok, mất. Mất của Alola hình như là vừa độc vừa bóng tối hả? Nếu vậy là nó đâu sợ tâm linh đâu nhỉ. Để mình thử xem, mình không nhớ nữa. Nếu như mà nó là vừa độc vừa đắc á thì nó sẽ không sợ tâm linh. Acid Ray. Hạ cái gì đây? Hạ phòng thủ hả? Ok, rồi, tiêu, nó miễn nhiễm với tâm linh. Thunder Wave. Oh man. Không ổn rồi. Lấy Rimarina ra hơi nguy hiểm nha, vì nó có hệ độc mà. Hydro vô tạc. Bơi. Kỹ năng dép. Mình quên xem lại chỉ số của con Rimarina khi mà nó tiến hóa cấp cuối rồi. Đợt lát mình ra mình xem luôn. Một hit lên đường. Đùa nhau. Ok, đấu thêm một trận nữa, nhưng mà kỳ này đấu với thằng con. Hồi nãy đấu với ông ba, bây giờ đấu với thằng con. Con này chắc sử dụng Rhymer. Ông ba dùng Merc, thì con dùng Rhymer. Đấy, chính xác. Phải vậy thôi. Inferno Override. Dùng kỹ năng Z để cho nhanh. Inferno Override. Đúng. Hỏa quyền A đây. Ây da. Trời. Mạnh vậy. Ba hai. Nasty slot, cái này thì tăng sức tấn công phép để xem nhá. Smart Toxic Dragon Ray, thôi chắc mình không lấy đâu. Mặc dù chiêu này thì nhiều bạn nói là nó khá là hữu dụng, nhưng mà mình ít khi xài lắm. Cho gì không? What the hell? Nhận được một cái Justice Boon. Một cái mũ bị uốn cong, cái này có thể làm tăng các đòn tấn công hệ tâm linh. Ok, mình sẽ cho con Raichu của mình cầm. Hiện tại nó đang cầm cái Quick Lo, nhưng mà tốc độ của nó cũng khá ổn, cho nên là mình nghĩ là không cần Quick Lo đâu. Ủa, à đây.
Oh man, nghe ổng hát à. Ok, cứ nghe đi, không chừng sau khi ông hát xong ông sẽ cho mình đồ đấy. Học được cái elegant style. What the hell? À, hai cha con hồi nãy đây rồi. À, được cho cái friend ball. Ok, khi mà dùng cái quả bóng này bắt á, thì Pokemon bị bắt sẽ tăng cái độ thân thiện lên. Hết chưa nhỉ? Ok, chắc là hết rồi đấy, mình quay ra luôn. Chắc là về hồi máu cái đi nha. Oh man, từ đây quay tới quay về cái trung tâm bói thần kỳ nó hơi xa. Ôi xa thế. À, thôi xài con bò đi cho nhanh. Đi bộ chậm quá. Đây, đường số 10 đây rồi. À, ok. Đường số 10 thì rất là dài và rộng. Đó là một nơi rất là tốt để cho Pokemon chơi đùa. À, ok. Rồi, Pokemon của bả đã bị đi lạc, có thể là bả sẽ kêu mình tìm giúp. Sure. 8 con. What the hell, tụi nó chỉ quanh quẩn ở xung quanh cái con đường số 10 này thôi. Mình sẽ tìm 8 con thì mình quay về gặp bả thì có thể là bả sẽ cho mình item gì đấy. What the hell, Firo. Fear-row. Thôi, like and rock đi. Rock Storm. Lên đường. 32. Ui. Body Wheel. Cho Raichu ra. Bubble Beam. Khá đây. Giảm gì? Giảm tóc hả? À, Spark. À, bị giảm tóc rồi. Ba mươi hai. Ok, rồi video này của mình cũng sẽ ngừng lại ở đây. Ở video sau thì mình sẽ tiếp tục đi con đường số 10 này. Nếu các bạn thấy video của mình hay thì hãy để lại cho mình một like, hãy chia sẻ video này cho bạn bè. Và nếu đây là lần đầu bạn đến với Giang Ngố Gaming thì bạn đừng quên nhấn nút đăng ký ở phía bên dưới để cùng đồng hành với mình trong các video sau nha. Và mới đây mình cũng đã tìm được một con Pokemon cho bà lão rồi. Vậy là còn 7 con nữa. À, vừa định kết thúc video là tìm được một con luôn. Ok, rồi hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Yeah.